sàng lọc ung thư phụ khoa, phát hiện sớm điều trị khỏi bệnh. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư phụ khoa ngày càng cao. Vì vậy, việc tầm soát ung thư phụ khoa là việc làm vô cùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho nữ giới. 1. Ung thư phụ khoa là gì? Ung thư phụ khoa là bất kỳ loại ung thư nào xuất hiện bên trong cơ quan sinh sản của phụ nữ. Trong đó có 5 loại ung thư chính, gồm ung thư cổ tử cung, bắt đầu ở cổ tử cung, phần dưới của tử cung hoặc tử cung. Ung thư buồng trứng, bắt đầu ở buồng trứng, nằm ở hai bên của tử cung. Ung thư dạ, con, xuất hiện trong tử cung có hình quả lê bên trong khung xương trợ phụ nữ, nơi lưu giữ bào thai. Ung thư âm đạo, xuất hiện trong khoang âm đạo hình ống rỗng hay còn gọi là ống dẫn sinh. Và ung thư ruột kết, thường bắt đầu ở âm hộ, phần ngoài cơ quan sinh dục nữ, bao gồm cả môi trong và môi ngoài âm đạo, âm vật và các tuyến của các bộ phận này. Bệnh có thể di căn sang các vị trí khác nếu không sớm phát hiện và điều trị kịp thời. 2. Ra máu bất thường từ âm đạo. Đây là dấu hiệu nhận biết bệnh phổ biến nhất ở hầu hết các bệnh nhân mắc ung thư phụ khoa. Phần lớn các trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung và ung thư niêm mạc tử cung khi âm đạo có chảy máu bất thường. Nếu đang trong giai đoạn mãn kinh khi thấy xuất hiện các đốm máu nhỏ, bạn nên đi khám bác sĩ ngay. Còn nếu chưa qua thời kỳ mãn kinh, ra máu bất thường không phải chu kỳ kinh nguyệt hoặc ra máu sau khi quan hệ tình dục, chị em cần đi khám phụ khoa ngay để tìm hiểu rõ nguyên nhân, bác sĩ sẽ tư vấn cách điều trị thích hợp. 3. Dịch âm đạo có màu lạ. Dịch âm đạo bình thường khi có màu trong suốt, hơi đặc hoặc trong, dính một số lượng ít và không chảy ra ngoài. Màu sắc của dịch âm đạo từ trắng trong đến trắng sữa tùy thuộc vào thời gian của chu kỳ kinh nguyệt. Dịch âm đạo sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút vào những ngày rụng trứng nhưng màu sắc cũng không thay đổi. Tuy nhiên, nếu chị em thấy dịch âm đạo có mùi hôi, màu khác lạ có thể kèm theo máu, thì chị em cần chú ý đến điều này, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm nhiễm đường sinh dục nếu để lâu dễ gây biến đổi tế bào thành ung thư, bệnh ung thư cổ tử cung hoặc ung thư nội mạc tử cung. 4. Đau vùng chậu. Đau vùng chậu có biểu hiện đặc trưng là đau hay tức bụng dưới rốn. Thông thường, phụ nữ thường gặp phải những cơn đau dai dẳng và không dứt vào trước chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, hiện tượng đau vùng chậu cũng có liên quan mật thiết với viêm phần phụ, tiểu khung và các khối u bất thường. 5. Trướng bụng, đầy hơi, bụng to nhanh. Đây là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư buồng trứng và cũng là triệu chứng dễ bị bỏ qua nhất do nhầm lẫn với dấu hiệu của các vấn đề về tiêu hóa. Triệu chứng đầy hơi sẽ kéo dài và ngày càng nghiêm trọng khi bệnh phát triển đến các giai đoạn muộn. Lúc này kích thước của dạ dày sẽ tăng lên và các triệu chứng khác sẽ xuất hiện. Trong số các bệnh ung thư đường sinh dục nữ, ung thư buồng trứng có thể nói là bệnh khó ngăn ngừa và chữa trị nhất bởi bệnh hầu như không có các triệu chứng hoặc dấu hiệu sớm. Triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi khối u to nhanh ở phụ nữ trẻ, khi đó ung thư đã vào giai đoạn cuối. Do đó kiểm tra sức khỏe định kỳ và thường xuyên tầm soát ung thư sớm mang tới cho chị em cơ hội phát hiện kịp thời các nguy cơ cảnh báo bệnh để tối ưu hóa kết quả điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.